Thưa quý vị, cuốn sách Kết tinh từ cuộc sống của tác giả Trần Văn do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản vào năm 2022 đã tiếp tục phản ánh mạnh mẽ những góc cạnh của cuộc sống bằng tri thức và tầm nhìn của một người giữ nhiều trọng trách. Ông đặt vấn đề phân tích trên các mặt tương quan và luôn đề xuất được giải pháp. Các bài viết thể hiện rõ sự quan tâm của ông đến xu hướng phát triển của Việt Nam và thế giới như là xã hội số, phát triển kinh tế số, phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Nhưng đặc biệt, ông viết nhiều về những trăn trở của ông về cuộc sống của người dân. Để hiểu rõ hơn nội dung của cuốn sách, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Gầu, Nguyên trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình này là một cái kết quả hết sức nhuần nhuyễn giữa cái tri thức sâu rộng với lại cái thực tiễn rất là dày trong quá trình 40 năm công tác của tác giả, và đặc biệt là cái quãng thời gian mà công tác tại đoàn đại biểu Quốc hội. Mặc dù có phần chỉ nói đến những cái kỷ niệm thôi, nhưng có một giá trị rất lớn trong cuốn sách này. Có một cái chi tiết tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đọc đều phải thừa nhận, là muốn làm chính sách của Quốc hội thì trước hết phải xuất phát từ cái lòng dân, từ cái nhu cầu của cái người dân. Thì tác giả đã nhấn mạnh điều đó, và đây tôi cho rằng đây là một sự đổi mới của Quốc hội chúng ta mà người đại biểu của dân đã đưa ra vấn đề này. Cái cuốn sách với 5 cái phần khác nhau, nội dung rất phong phú, nhưng xuyên suốt trong toàn bộ thể hiện một cái tầm nhìn của một cái vị đại biểu dân cử. Trong tất cả các nội dung đều phản ánh nguyện vọng của nhân dân, kể cả những phần mà chống dịch thì tác giả cũng khẳng định và mọi người đọc đều phải thừa nhận rằng là khó vạn lần dân liệu cũng xong. Xuất phát từ cái đạo đức, từ một cái tấm gương phục vụ nhân dân của Quốc hội chúng ta nói chung và của tác giả nói riêng đã làm được điều đó. Tôi rất tâm đắc ở một điều, khi mà tác giả đề xuất với Quốc hội chúng ta ở cái nhiệm kỳ 15, ở 10 cái điều mà mong đợi, thì 10 điều mong đợi của tác giả viết ra đây không chỉ của tác giả, mà tác giả đã tổng kết được ý nguyện của nhân dân, ý nguyện của bạn đọc. Và khi đọc chỗ này thì tất cả bạn đọc đều chia sẻ là thấy cuốn sách đó như là cái tâm gan của mình đã viết lên cái đó để thể hiện ý nguyện. Và đây cũng là cái đóng góp rất lớn, bởi vì xác định Quốc hội chúng ta không chỉ là lập kế hoạch để rồi thực hiện kế hoạch đó, mà Quốc hội còn tiếng nói của nhân dân để góp ý cho xây dựng, phát triển cái đường lối của Đảng trong quá trình xây dựng. Với một cái tầm nhìn xa, với một kinh nghiệm của một vị đại biểu Quốc hội, đặc biệt lại đi công tác ở một cái đoàn đại biểu Quốc hội phía Nam, thì đã tập hợp được những ý kiến của nhân dân. Tác giả cũng đã đặt vấn đề là vấn đề Ukraine với lại vấn đề Nga, nó tác động kinh tế nói chung, và phân tích tác động kinh tế Việt Nam như thế nào. Và từ đó tác giả cũng đặt đến những vấn đề là kinh tế xanh, chuyển đổi số, và xây dựng một cái hệ thống chính trị hoàn thiện để rồi tăng trưởng kinh tế. Ở trong tất cả các bài viết này thì tôi thấy cái bài viết ở trong trang 32 với cái tên tựa là nền tảng quan trọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2030-2045. Bởi vì ở trong cái nội dung của nó thì tác giả đưa ra cái 10 cái điều mong ước. Và 10 cái điều mong ước, mong đợi đó chính là những nguyện vọng của nhân dân. Và chúng ta làm được cái điều đó thì cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 chúng ta đạt được. Và tôi cho rằng đây là những mục tiêu hết sức thiết thực, và hy vọng rằng chúng ta sẽ thực hiện tốt cái điều đó.